Ở thịt heo. Đúng món khoái khẩu quá chứ. Mình hớt bọt nha, tranh thủ mình ở đây mình nhìn nhìn có bọt cứ mình hớt đi cho cái nồi nó ngon chút. Chín rồi. Mình cho ra luôn. Cho nồi mắm ra lẩu mắm luôn. Đơn giản nha, đơn giản chỉ có cà phổi khổ qua nha cô chú anh chị. Chứ lẩu mắm này theo đúng mà nấu đủ cách đó thì nhiều lắm, nó nhiều món lắm. Rồi cá bự bay sắc bấy luôn rồi. Đúng rồi. Kệ đi. Thịt nó dưới vậy. Thịt nó dưới nha. Rồi sao con không thấy thịt heo thịt heo gì hết trơn. Nằm dưới con nằm sâu với vùng vịnh dưới á. Thử miếng khổ qua cái đó. Thơm xả ngon. Người thả nhiều nha. Ngon. Chả nấu thơm ngon không? Ngọt ngon. Cái nước mà béo à. Cái nước mà chú Việt đâu có cái cọng xả vô đập ra. Nóng. Nóng lắm rồi. Còn nóng. Ăn lẩu nóng thì mới ngon nè. Nóng mà trời nóng nữa. Đừng có nhắc nắng không dạng qua đây à. Hả hả. Này ăn hộp ngon. Xin chào cô chú anh chị, xin chào một chú buổi sáng sớm. Sáng sớm mình hôm nay cũng tự nhiên nó muốn thức sớm. Cái đó tinh thần nó thoải mái, cái mình cũng dắt cho đã. Giờ sáng sớm là giật mình thức dậy, có hai đêm này cũng đỡ buồn. Ngày mới thì mình cũng xin chúc bà con chú thật nhiều sức khỏe, thật ăn lành nha. Mặt trời cũng lên rồi, sớm thì mình có đi chợ mình mua được một miếng thịt bạch chỉ. Đây con, lấy đây. Miếng thịt bạch chỉ mình định chút xíu mình chài con cá lên kho mắm. Tại mấy hôm trước giờ mình về có mua sẵn để trong keo mình. Ở gấp đũa gấp sao? Đi quá chí rồi, dài mỏng quá, quá chí rồi. Ôi, cái lắp hay vậy? Rồi, cái lắp. Nó quậy đâu luôn. Không có nhái. Lấy thùng ra mắt con chị bự răng nè. Mới chưa ăn hồi sáng xuống. Với thùng cả ấy luôn kìa. Cái đường hồng mà dính xịn hết trơn. Nó này bự rồi, vậy sao ngặt luôn rồi. Cái này nữa là cái gì? Con này nó mập cùng rồi.
Cuối cùng cũng được ăn ăn thịt heo với cái rồi, không gà ăn cá và cũng ngán rồi. Giờ thì hồi nãy thì mình cũng đã chài xong được bốn con cá dồ mà lựa bốn cá dồ bự nhất. Cháu mình sẽ làm cái món gì ta? Món kho mắm, cá dồ kho mắm. Mình cũng mua một miếng thịt ba chỉ nè. Miếng này là 1kg mốt. 1kg mốt thì 100.000. Mua được trái hú qua, mua được trái cà, mua được một bó rau cần nước. Chút xíu nữa mình sẽ hái mớ rau muống rồi mình nhúng mình ăn á. Mình làm như lẩu mắm nha cô chú anh chị, với mình hái một ít cải xanh cây ngọt đó để cho cái dĩa rau mình nó hoành tráng hơn. Bây giờ mình sẽ đem tất cả những cái này mình xuống dưới là mình sẽ rửa muối lại hết. Mình thịt vô về nước muối, muối nhiều rồi, nước gì vừa thôi. Cái này mình bóp muối cho thật là sạch. Cái miếng thịt ba chỉ này rất là ngon luôn nè, ngay cái lườn bụng luôn nè. Như là thật ra bóp muối này, rửa nước muối lại. Cái này muối iốt nha, mặn lắm. Cho cái này qua được. Giờ cá thì cũng mình làm chuẩn nước sôi rồi cô chú anh chị, thịt thì cũng rửa xong rồi, rau thì cũng vậy thôi, cũng rửa nước muối luôn. Bên này gia vị, trong đây thì mắm nè, mắm là hôm trước giờ mình bỏ vô đây nè, mắm này chút xíu là mình nấu lẩu mắm nha. Và xin mời cô chú anh chị vô bếp với mình nha. Bây giờ thì mình cắt thịt ba chỉ ra. Ở ngày 5 tháng 9 bây giờ hả? 5 tháng 9 nè. Ngày 5 tháng 9 năm 1945 hả? Thịt ba chỉ mình cắt sao quyết luôn. Trời ơi. Lừa quá. Chứ chuyện nó ăn dở lắm, Khang ơi đừng có cười. Đâu cần cố ý đâu. Tại vì mỗi lần nấu là học không á, với nhờ người ta chỉ không á. Ai gây ý tưởng mình thích lắm, phái lắm. Khi mình làm gì là mình thích là, mà quan trọng món dễ nha. Ghê tưởng mà chỉ món khó làm được đâu. Cá này thì mình cũng chắc cắt đôi ra. Giờ mình cắt cà luôn. Cái muỗng như vậy. Giờ ở đây mấy ngày xài cho đã đi. Để bữa hết xài rồi. Còn 2 ngày nữa. Chảo này sôi xong rồi mình sấy mơ tỏi rồi mình cho xả vô. Cái món kho là cũng khó à nha, chứ không dễ đâu ạ. Hôm qua mình mua con trái à, cà mua con trái à. Cà bây giờ nó lại xuống.
Bầm thêm mấy trái ớt nữa. Cây cây nó ngon. Mấy cháo cái nào ăn cũng được. Mình còn cái cọng này nè, bào cũng được. Giờ mình đập dập dập ra. Mình bỏ vô cho thơm. Bỏ thơm chứ ngồi mình cũng vớt ra bỏ ra chứ không ăn được. Đi con. Với bột mắm đi. Rất là đẹp luôn nha. Giờ mình bắt chảo mình cho dầu vô đây, cho tỏi ớt vô. Cho xả vô luôn. Xả này mình sẽ làm cho nó vàng khô rồi mình cho thịt vô. Này đúng gom nè, tùm lum lá hết trơn á mà bên chợ mình không có bán mà thôi, ăn gì đi. Thịt heo. Cái này mình cho nó săn luôn nha, cho thiệt là săn luôn. Càng săn nó càng ngon. Săn luôn. Trong thời gian này mình ninh gia vị cho nó thấm. Cho tí đường cát vô. Chút bột ngọt. Giờ mình đảo lên. Rồi cho mắm vô luôn. Rồi cho nước vô đây luôn. Nước vô cho nó xuống hết thịt luôn này con, nước lạnh á. Con tưởng nó xương thịt. Thịt rồi. Giờ mình cho xả vô. Giờ cho cá vô luôn. Cá này cũng khứa rồi, cá này canh vô. Rồi thời gian mình vô hủ qua cho luôn. Hủ qua này vô cho chín. Hủ qua này đắng đắng ngon lắm. Mình vô sớm quá sợ nó gục không có ngon. Chút xíu nó cho cà vô sau, tại cà thì nó chín mau hủ qua. Mình hớt bọt nha. Tranh thủ mình ở đây mình nhìn có bọt cứ mình hớt đi cho cái nồi nó ngon chút. Nãy giờ là hớt 3 lần đấy cô chú anh chị. Nó thơm rồi, nó hực lên, nó theo cái làn khói nó bốc lên rồi. Nếu mà ai là người mà tín đồ của mắm kho thì chắc những cái mùi này chắc là biết liền, tưởng không lời được. Rồi nó xa nó gần không qua nó thiệt, cho cà vô. Công đoạn này nè nha, công đoạn này chuẩn bị là xuống là mình ăn rồi đó. Nhưng mà để cho nhờ bếp than này nó bếp lửa nè, cho nó chín chín chút xíu đi, chút xíu mình múc qua lẩu cái mình ăn, ăn cái là mình nhúng tới đó. Rồi nó cũng thơm rồi, mình cho cái này ra luôn. Cho nó chống cái chảo. Rồi cá vô đếm kho mắm. Kho mắm đồng của chú cháu mình thì cũng thành công rồi. Giờ thì cũng chín rồi. Mình cho ra luôn. Rồi cho nồi mắm ra lẩu mắm luôn. Đơn giản nha, đơn giản chỉ có cà phổi với khổ qua nha cô chú anh chị. Chứ lẩu mắm này theo đúng mà nấu đủ cách đó thì nhiều lắm, nó nhiều món. Rồi cá bự bay sắc bấy luôn rồi. Đúng rồi. Kệ đi. Thịt nó dưới vậy. Thịt nó dưới nha. Rồi sao con không thấy thịt heo thịt gì hết trơn. Nằm dưới con nằm sâu với vùng vịnh dưới á. Để chú Kiệt bơi lên. Quẹt không? Quẹt làm gì mồi? Ủa bếp ga hư hả? Không, nó bị nó không ra tẹt lửa. Rồi hư lửa rồi đó. Thì nó không ra là nó không ra lửa, nó hư lửa con. Không, cái này khò một lần là nó cháy rồi bật bình thường à. Cái đầu này béo lắm nha. Rồi giờ mình múc trước vô mình dùng đi. Rồi chút xíu nữa cái hết cái chú cháu mình chăm thêm. Chừa cái chỗ trống trống đi mình chấm rau nữa.
đơn giản nha cô chú anh chị, không có cầu kỳ nha, không phải quán nha, bởi vậy muốn nhiều quán cũng không có được, thiếu thốn lum hết. Rồi xin mời bà cô chú dùng cơm với chú cháu mình nha. Giờ cô chú anh chị ơi, bữa cô gia đình mình cũng xong rồi, mình bắt ra cái nồi này mình nóng nóng cái mình ăn tới đâu, mình chấm gạo nhúng gạo tới đó. Gạo thì bữa nay đơn giản chỉ có một loại thôi, tính ăn cải xanh cải ngọt nữa, mà mấy cháu nó hơi cải xanh ngọt ngán nó chút được rồi, mới ăn canh chiều qua rồi. Giờ xin mời ông bà cô chú dùng cơm với chú cháu mình. Ông bà chú ăn cơm với con, cùng mời ông bà chú ăn cơm với con. Rồi xin cơm đi, tới không, gấp tới không? Tới. Hay là xích lại chút không? À, sao tới được. Sợ tụi con, nhúng mà nó em biết sao? Không sao, bỏ vô luôn mà tụi. Hả? Bỏ vô đừng nhúng. Không phải, thì bỏ vô đúng rồi, bỏ vô mềm em ra. Không. Chứ thiệt sợ tụi con không có tới mà nó phỏng á. Tại đồ nóng á. Rồi, cho ta dùng đi cơ. Thử miếng, thử qua cái qua. Thơm xả, ngon. Mùi xả nhiều nha. Ngon. Chả nó cũng thơm ngon không? Ngon. Chứ nước mà... béo à? Cái nước mà chú Kiệt có cái cọng xả vô dập ra. Nóng. Nóng lắm bác rồi, còn nóng. Ăn lẩu nóng thì mới ngon nè. Nóng mà trời nóng nữa. Đừng có nhắc nắng không dạng qua đây à. Hả hồi ừ. Nè ăn hộp ngon. Mua rau cà nướng này mình lời lắm, mình ăn mình cắt cái gốc mình để lên mình trồng. Ồ, nó hòa hòa đã. Cảm ơn con. Ăn thịt này luôn cho mẹ. Bây giờ mới thấy nó đúng mà. Được không? Nè con thích ăn thịt heo nè. Dạ con cảm ơn. Con heo luôn. Ăn nhiều nhiều luôn. Mình nấu rồi mình ăn mà. Cái nước này trong bún mà mới ngon nè. Là bún nóng. Đây chú Kiệt, rau đây, con nhúng cho luôn nè. Nó ăn hộp ngon. Nhúng vừa vừa thì nó ăn cái đôi giòn tròn tí. Ừ. Chứ đêm mình để lâu quá nó mềm mèo. Mềm mèo ăn hết mỡ giòn. Đồ miếng cá béo không nào, khó nào. Cá là cá chín quá cả rồi. Cá heo. Cá chín được rồi. Cá ngon không? Nóng lắm mấy con, thổi luôn một cái ăn nha Cam nha. Gắng học lên con ơi, không có nghỉ. Học dở thì cũng gắng học để cho hay. Không có nản, không có mắc cỡ, không có mắc cỡ gì nữa. Ở lớp thì được học tiếp. Mình thua thì mình chấp nhận mình thua thôi, rồi tại con người ta ai cũng có cái... Ở lớp thì học tiếp cũng không là... cái khả năng riêng. Đâu có ai giống người nào đâu, bây giờ mình học dở thì mình cũng học luôn, nhưng mà từ từ mình học hay. Ở lớp 1 đó chị, ở chỗ ơi, lớp mẹ con bắt con nghỉ, nói mẹ con bắt học, học, con cứ học. Con cứ học. Học bây giờ nó lên lớp 6. Lên đã lên lớp 2 năm xong lên luôn. Học cứ lên, cứ lên. Học bây giờ muốn dở nghỉ.
Dễ luôn. Sao mà muốn luôn à? Ngoài Khang nghĩ luôn rồi, nó nói là nghĩ luôn. Cái này nó muốn. À này nó muốn rồi. Kém này chụp cái rau này vô ghi giùm nội nha. Cho hai hộp cơm giờ. Cái mặt trắng đó kìa. Nhìn này xuống có mặt trắng. Kìa. Giờ này có mặt trắng trời. Con nói chút gì đó. Ok vậy. Con cũng không biết luôn. Có mà. À, tôi coi có chú cụi ở trong đó không? Người ta nói có chú cụi trên mặt trăng với con chó gì đó. Ừ, có chú kiệt nữa. Có mặt trăng người ta. Mẫu không? Mấy bài à, mấy người này. Vậy gì? Câu chuyện có chú cụi lên mặt trăng có thật không vậy? Có. Tình chú cụi với là bạn bè. Hả? Hả? À, cuối nè. Chú cụi gần lắm. Cái cụi có cái cây gì á. Cây đa không? Cái cây gì cứu được người á. Cây thần hả? Cây đa. Với thông là như là bị mấy kia làm gì á, xong nó bay lên trời. Với con chó nó lên theo. Cây đa đó là chú cụi đó là trồng ngay trang đất quy hoạch. Ừ. Đã kêu nhổ không chịu, cử nhà nước mới lấy máy bay bưng. Ủa? Đi. Ủa? Vậy có tính lấy con máy bay? Có, bứng đi xong đồ chú cụi tiếc quá, ôm theo cái rễ cái đa. Rồi trong lúc ôm rễ đa thì cái tay thì nắm cọng dây, trong kia là một chó dẫn chó đi ra cây đa chơi mà lâu theo chó luôn. Rồi lên trển sống cho luôn. Thì không biết con sống còn chết. Nhưng điều phi diệu à. Thì cái mà chứ con nghĩ sao cái cây bay lên được. Máy bay mà lâu lên á, máy bay cẩu lên á. Kỳ vậy. Thì mà phải tên lửa mà máy bay đâu lên trên trển được không? Máy bay lâu lên đó. Lâu thẳng mình cũng rảnh. Vậy chắc cứ ngồi còn sống á. Còn sống á. Chắc cứ gặp ở cô ấy rồi đó. Gặp cô chị Hằng à. Gặp chị Hằng, chú cụ chị Hằng. Mấy chú cụ chảnh vào bán gì ta? Bán rau. Bán lát cái da á. Ừ, bán trà sữa gì đó. Như là mỗi năm rớt lát cái da xuống á. Đúng rồi.